Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 352 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Hồi trước tới giờ á, Duy nghĩ mọi người cũng đã từng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan tới Cô Manh Thon rồi. Đây là một cái loại búp bê có linh hồn xuất phát từ Thái Lan, Duy cũng từng kể rất là nhiều. Và mặc định trong suy nghĩ của mình, nếu mình thỉnh Cô Manh Thon về mình nuôi á, bình thường á thì nó sẽ phù hộ cho mình, nó cho mình những cái gì mình mong muốn. Nhưng khi mà mình nuôi nó không đúng cách, hoặc là mình không có đủ cái sự thương yêu đó, thì nó sẽ quật lại. Thì thường thường người ta sẽ đồn đại, người ta nói với nhau về cái chuyện này. Nhưng mà Duy nghĩ cái gì nó cũng có hai mặt, cũng có tốt có xấu. Cô Manh Thon cũng như vậy. Bên cạnh những cái linh hồn của em bé nó quậy phá đó, thì cũng có những em bé của Manh Thon, nó ngoan, nó hiền, nó giúp đỡ được những cái người sống với chúng ta khá là nhiều thứ. Giống như là trong cái câu chuyện ngày hôm nay đây, người bình thường mình nuôi á, thì nó là một câu chuyện khác. Nhưng mà một cái người thầy bùa mà nuôi Cô Manh Thon nữa, nó lại là một cái câu chuyện khác. Trong tập truyện ngày hôm nay, nó vừa có duyên âm, vừa có Cô Manh Thon mà vừa có những cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề ăn thịt chó nữa. Một cái câu chuyện hết sức là hay luôn. Câu chuyện là như thế này. Cái câu chuyện này á thì Duy được kể lại từ một bạn nữ. Quê của bạn ở đâu bạn không có đề cập tới. Tuy nhiên bạn nói nó xảy ra từ hồi cái năm mà bạn còn sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Cái năm đó chắc tầm khoảng năm 2018-2019 gì á. Khi mà làm việc ở đây, bạn có chơi chung một cái nhóm gồm 3 chị em, có nghĩa là bạn chơi chung với 2 chị gái nữa. 2 chị gái đó, một chị tên là Quỳnh, một chị tên là Hạnh. 3 chị em chơi thân dữ lắm luôn, giống như là chị em ruột trong gia đình vậy đó. Khi đó thì hình như bạn cùng với chị Quỳnh còn độc thân, chưa có người yêu. Còn riêng cái chị Hạnh á, đã có người yêu rồi. Anh người yêu của chị tên là Phúc, Hạnh với Phúc, đặt tên vậy đi cho nó dễ nhớ chứ Duy dễ lộn tên lắm. Thời điểm đó thì cái chị Hạnh này vẫn còn sinh sống chung với lại 3 chị em nha. Còn riêng cái anh Phúc đó, ảnh ở Sài Gòn, chứ ảnh không có ở Biên Hòa. Thành ra là hai người kiểu như là yêu xa vậy đó, lâu lâu mới gặp mặt nhau. Rồi cho tới cuối năm 2018, đầu năm 2019. Khi đó đó thì cả nhóm cũng có cái ý định đó là muốn đi coi bói. Tại vì cuối năm rồi, muốn đi coi thử coi cái vận mệnh của mình qua năm mới á, nó tốt hay là nó xấu. Đang phân vân chưa biết là phải đi kiếm để mà coi thầy bói ở đâu á, thì cái anh Phúc là anh người yêu của chị Hạnh đó, ảnh mới nói với cả nhóm vậy nè: không ấy mấy đứa đi qua cái nhà của bà thầy đi, tại vì cái cô đó cũng là quen với chỗ của anh đi coi cổ hoài à, cổ coi hay lắm mấy đứa. Hồi đầu anh đâu có tin đâu, nhưng mà khi anh vô tới chỗ này, cái cô đó coi cho anh á, cổ coi được á, những cái chuyện gì anh đã từng trải qua nè, coi đúng hết luôn. Rồi cái cổ định hướng cho anh cái hướng sắp tới á, anh phải làm cái gì hay lắm. Mà đặc biệt á nha, cái cô này cổ có một cái quả cầu. Khi mà cổ làm phép lên á, ai mà muốn coi được á, cái chuyện gì mình cần coi thì nó sẽ hiện ra trong cái quả cầu này luôn. Nó hay vậy đó em. Và đặc biệt á, là cái cô này cổ không có lấy tiền bạc gì hết, cổ giống như là làm phước giúp người ta vậy thôi. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cổ không lấy tiền, đổi lại là không phải ai muốn tới coi cổ là coi được đâu. Phải hữu duyên, phải gặp cổ ở nhà thì mới coi được. Tại vì cổ không phải ở nhà thường xuyên. Cổ cũng có đi tới đi lui một cái ngôi chùa gì đó bên Campuchia, chứ không có thường xuyên ở đây đâu. Mà cái địa điểm hoạt động của cổ ở Long An. Sau khi mà cả nhóm nghe anh Phúc này nói thì cũng quá là phấn chấn đi. Nói chung là ok, tại vì thầy bói nếu mà người ta làm hay á, người ta sẽ ít có nói về cái vấn đề tiền bạc dữ lắm, tùy tâm thôi hà. Quan trọng á là mình gặp được cổ, với lại mình chỉ cần cúng trái cây nhang đèn nọ thôi. Nhưng trước mắt á, anh Phúc này ảnh có cái thông tin liên lạc của cô đó, ảnh có cái Facebook luôn. Cho nên là ảnh gửi cái địa chỉ Facebook của cô đó cho các bạn để mà nhắn vô. Bạn cũng nhắn tin cho cô này rất là hên. Khoảng một tiếng sau á thì cổ có chủ động trả lời cái tin nhắn của bạn. Sau đó bạn cũng nêu những cái thông tin cá nhân của bạn cùng với hai chị trong nhóm nè, nêu ra, đưa cho cổ coi, rồi bắt đầu cổ mới nói cho từng đứa vậy đó, nói qua mạng xã hội nha.
Cô mới nói kiểu như là nói chung á, trong cái năm tới có xui xẻo thì có đó, nhưng mà do là sống tốt, không có hại, không có lường lọc gì ai, thì chắc chắn á, mọi chuyện nó sẽ qua thôi. Đại loại là như vậy. Với lại cô cũng có nói thêm, cô nói á, cô thấy cái nhóm của bạn chơi chung hiện tại là có 3 người con gái với lại 1 người con trai. 4 cái người này chơi rất thân với nhau á, là tại vì hồi kiếp trước á, có một cái mối duyên nợ với nhau rồi, kiếp này lại tiếp tục có duyên gặp nhau nữa, gặp nhau để mà trả những cái món nợ còn sót lại từ hồi kiếp trước đó. Cho nên là bây giờ chơi thân với nhau giống như là một cái gia đình vậy. Thôi thấy cũng dễ thương quá, thì cô này mới nhận cả 4 đứa trong nhóm làm con nuôi của cô luôn. Bạn nhỏ nhất cho nên bạn được làm bé út, giống như con út của cô vậy đó. Tại vì cô không có con cái gì hết, cô ở có mình ơn hà. Nhưng mà cô khẳng định cái nhóm của bạn á là cái nhóm cuối cùng, cô không có thu nhận thêm ai làm con nuôi nữa hết. Sau khi mà nghe cô này cổ nói về từng đứa thì nói chung là bạn cũng ok. Tại vì á, cái chuyện nào tốt á, bạn thấy cũng khá đúng. Còn cái chuyện xấu sắp sửa xảy ra đó, mặc dầu bạn chưa biết nhưng mà bạn cũng có cái sự chuẩn bị trước luôn rồi. Còn cái vấn đề mà cô nói 4 đứa chơi thân với nhau là có cái mối lương duyên hồi kiếp trước á, bạn không biết ức giáp như thế nào, nhưng bạn thấy hiện tại bây giờ nè, 4 đứa có cái hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh sống nó cũng na ná với nhau, rồi chơi cũng hợp ý nữa, nói chung đã có cái sự liên kết với nhau rồi, thì bạn cứ tin là như vậy. Chốt lại, sau cái buổi hôm đó, 4 đứa coi như là con nuôi của cô này rồi, cái cô đó gọi là cô ba đi. Nói về cái người mẹ nuôi này của bạn là cô ba đó, cô ba bả kể hồi xưa bả là cô nhi, có nghĩa là không cha không mẹ. Thành ra là từ hồi nhỏ cổ sống trong cô nhi viện, không biết cha mẹ mình mặt mũi là làm sao hết trơn á. Tới khi lớn rồi, bước chân ra đời được rồi đó, thì cổ mới cảm nhận mình có cái phần âm trong người, có căn có quả. Nói chung là mình có thể coi bói giùm được cho người ta. Thôi thì cổ cũng lang bạc đi tứ xứ hết. Cuối cùng á, cổ mới neo đậu tại một cái ngôi chùa bên Campuchia. Qua đó bắt đầu cổ biết những cái phép, những cái bùa này nọ. Và sau này quay trở về Việt Nam á, cổ có làm thầy và cổ có nuôi những cái em bé Kumanthon. Nhưng mà cổ khẳng định nha, Kumanthon mà cổ nuôi á, cổ nuôi là Kumanthon phép trắng chứ không phải là Kumanthon phép đen. Theo như cổ phân tích á, Kumanthon nó sẽ chia ra làm hai loại. Phép trắng á là Kumanthon lành tính, có nghĩa nó giống như là một cái linh hồn bình thường thôi. Cổ nuôi, cổ hồi hướng cho nó và có thể dẫn nó đi vô chùa nghe kinh kệ luôn, đợi ngày cho đi đầu thai nữa. Còn riêng Kumanthon mà phép đen đó, cái này cũng là những cái linh hồn của em bé. Tuy nhiên cái người thầy mà luyện nên nó đó, luyện bằng những cái đạo bùa, nói chung có liên quan tới máu me nữa. Cho nên nó gieo rắc cái sự thù hằn vô đó, để làm chi? Đa số là để trả thù hoặc là để đi hại người khác. Nói chung đây là cái loại Kumanthon độc chứ không phải lành tính. Chung quy lại á, thì dù cho có là phép trắng hay là phép đen, nó cũng vẫn là một cái bức tượng, rồi trong đó có linh hồn của em bé. Mà đã gọi là em bé đó, thì nó giống như là một cái tờ giấy trắng vậy đó mọi người. Mình thương nó sẽ thương lại mình. Mình ghét nó, mình có cái thứ tình cảm khác thì nó sẽ ghét lại mình thôi hả. Nó ngây ngô cực kỳ luôn. Và đặc biệt á, mình nghĩ mình làm cái gì đó nha, trong đầu của mình thôi đó, nó biết hết trơn hả. Quay trở lại cái chuyện của anh Phúc là người yêu của chị Hạnh đó. Do anh Phúc cũng là một cái người con nuôi của cô ba này, ảnh cũng ở Sài Gòn nữa, cũng gần với chỗ của cổ. Lâu lâu cái ảnh sẽ xuống nhà của cô ba đó mà tới lui, coi như là mẹ con vậy đó mà. Có một cái lần đó, anh chạy tới nhà của bà mẹ này, anh vô tới trước cái sân á, thì bữa nay ảnh mới để ý là ở trước cái góc nhà của cái bà cô này á, bả có một cái bàn thờ. Cái bàn thờ không biết là thờ ai nha, nó đỏ đỏ vậy nè, mà thấy cũ kỹ lắm rồi, không có cúng kiến gì hết trơn á. Ảnh mặc dầu không biết là thờ cái gì, nhưng mà ảnh cũng thấy tội tội trong bụng. Trước khi mà ra về đó, ảnh có mua một cái bánh bao, ảnh để ngay tại chỗ đó ảnh cúng cho người ta. Kệ đi, không biết là ai, nhưng mà cứ cúng. Sau đó thì ảnh cũng quay trở về nhà của ảnh. Ngay trong cái đêm đó luôn, ảnh đang nằm ngủ thì bên lỗ tai của ảnh mới nghe một cái giọng nói của một cái đứa con nít. Cái đứa này nó mới kêu gì nè: "Chú Phúc ơi, chú Phúc ơi, con tên là Tu Ly nè chú Phúc. Chú nhớ con không? Hồi sáng chú mua bánh bao chú cho con ăn đó." Anh Phúc này ảnh mới mở mắt ra thì ảnh vẫn còn nghe cái tiếng này. Ảnh mới hỏi lại, ảnh hỏi: "Ủa con là ai mà con theo chú vậy?" Nó trả lời ngược lại luôn. Nó nói: "Tại con thấy chú thương con, hồi sáng chú mua bánh bao chú cho con ăn á. Tại vì hồi đó giờ mấy cái người mà tới lui nhà con không ai mua cho con ăn hết á." Ảnh ngủ tới sáng á, thì tự nhiên ảnh mới suy nghĩ tới cái giọng nói này. Ảnh biết đó chắc chắn là một cái đứa bé ngay tại cái bàn thờ trước nhà của bà mẹ nuôi mình rồi. Ảnh mới lật đật điện thoại cho cái bà mẹ này. Ảnh hỏi hồi tối á,
Con về con nằm ngủ con nghe một cái con bé nào á, nó nói nó là Tu Ly, nó kêu con là chú Phúc ơi, con cảm ơn chú một bánh bao cho con. Nghe như vậy á thì bà cô ba bà mới trả lời, bà nói trời ơi, cái đó là cái con Kumanthon của mẹ nuôi trong nhà đó, quên mẹ chưa có nói với con, nó tên là Tu Ly, nó thấy con mua ba cái bánh là con cúng cho nó đó, rồi nó thương, nó có hỏi với mẹ luôn, nó hỏi mẹ vậy chứ con kêu cái chú Phúc đó bằng ba được không, tại vì nó không có biết mặt cha mẹ của nó, mà nó thấy con có cái tình thương với nó thì thôi nó muốn gọi con bằng ba, nếu như con đồng ý á thì con qua chỗ của mẹ đi, mẹ làm cho con một cái ấn, mẹ khai cái ấn này cho con sẽ thấy được cái em bé đó. Anh này cũng đồng ý luôn, tại vì cô ba bả nói một khi mà mẹ khai mở cái ấn phép này cho con á, con thấy nó và nó đã thấy con, nó cũng theo con để bảo vệ cho con luôn, tại vì con á có duyên với nó, không phải ai cũng được nó đi theo đâu. Ảnh chạy qua tới bển, cái bà mẹ này cũng khai mở cái ấn phép luôn, ảnh thấy rõ ràng nó chạy lăn xăng trong nhà như vậy nè, mà người thường đâu có ai thấy. Ảnh thấy nó đó là một cái đứa bé gái khoảng có 5-6 tuổi à, cái mặt cực kỳ dễ thương, nói chung cái con búp bê ở ngoài nó làm sao á, là con bé này cái mặt nó y chang vậy đó. Cái tóc thì nó dài nghe, hai con mắt nó tròn mà cái má của nó phính phúng phính vậy nè. Sau khi mà khai mở xong, cô ba bà có nói danh Phúc á, nó sẽ có được cái khả năng nó nhập như người của con nha. Con giống như là cái vật trung gian, để cho nó nhập vô nó sẽ thông báo cái điều này điều kia với lại người khác, mà không phải lúc nào nó cũng nhập vô con được đâu. Khi mà con yếu trong người, với lại khi mà con đi ngủ á, nó mới nhập vô được. Thôi thì anh Phúc cũng đã chấp nhận rồi, anh cũng phải chịu thôi chứ làm sao. Cái lần đó chị Hạnh á có lên trên Sài Gòn để mà chơi với anh Phúc. Hai người đang ngủ chung vậy nè, nửa đêm chị Hạnh mới nghe một cái tiếng kêu. Mẹ ơi mẹ, con là Tu Ly nè mẹ, con là Tu Ly nè. Chị mở mắt ra là chị đâu có thấy ai đâu, chị thấy cái anh người yêu của mình nằm kế bên thôi hà. Sau đó anh Phúc mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì à, cái chị Hạnh là chị mới biết. Hồi nãy giờ á, cái con Kumanthon tên Tu Ly á, là cái đứa ở nhà của bà mẹ nuôi bả nuôi đó, nó về nó kêu chị bằng mẹ luôn. Kể từ cái bữa hôm đó là cứ hễ lâu lâu, anh Phúc này anh vô giấc ngủ thôi là cái con bé nó sẽ nhập vô. Hồi đầu bạn đâu có tin, bạn nói trời ơi làm cái gì có cái chuyện là một cái người bị nhập vô vậy. Bạn nói thiệt nha, nếu mà người ngoài chỉ nghe chứ không nhìn á, chắc chắn người ta cũng không có tin đâu. Nhưng khi bạn quan sát cái hành động, cái cử chỉ, cái lời nói của ảnh á, thì một cái đứa con nít làm sao ảnh làm y chang như vậy. Không thể nào mà ảnh làm giả giống 100% được đâu. Cái thần, cái hồn á, nó khác lắm. Rồi mọi chuyện nó cứ bình bình vậy đó. Cho tới khoảng thời gian sau, tự nhiên cái chị Quỳnh ở trong nhóm của bạn á, chị đó mới nói với cả nhóm là không biết sao mà cái thời gian này á, tao cảm thấy tao cứ bệnh rề rề hoài à, không có khỏe khoắn ở trong người. Nói chung lúc nào cũng buồn ngủ, rồi cái cứ mệt lên mà xuống, kiểu không có làm gì được hết trơn á, mà không biết tao bị cái gì nữa. Đi khám bệnh thì không có ra bệnh, ăn uống không có được nhiều, mà ban đêm ngủ cũng không được luôn. Cứ hễ đặt lưng nằm xuống mà nhắm mắt được chút đó, thấy tầm bậy tầm bạ không à, nằm thấy ma, thấy quỷ, thấy ác mộng không luôn. Sau khi mà thấy mọi chuyện nó lạ quá rồi, thì cả nhóm mới quyết định liên hệ cho cái bà mẹ nuôi á, để mà hỏi mẹ thử coi cái chị Quỳnh này có bị cái vấn đề gì hay không. Điện hỏi rồi, mẹ nuôi bà cũng trả lời là bé Quỳnh á, nó bị người ta bỏ bùa rồi. Cái bùa này á, ông thầy đó ở bên Thái hoặc là bên Campuchia, chứ không phải là bùa của Việt Nam mình đâu. Không biết là con có gây thù chuốc quán gì với ai hay không, nhưng có thể đơn giản là tại vì con đẹp quá, người ta mê con có cái mối quan hệ tình ái qua lại gì với người ta, rồi bây giờ dừng lại không còn thương nhau nữa, người ta sử dụng bùa ngải để mà hại con. Thì cũng đúng thiệt, tại vì bạn nói á, cái chị Quỳnh này á, đẹp gái lắm, rất là nhiều người mê bả, mà bản thân của bả cũng là một cái đứa đào hoa nữa, quen người này người kia nhiều dữ lắm, cho nên cái chuyện mà người ta thích xong một cái chị này không thích lại, người ta ghét chị á, là cái chuyện bình thường. Cái cả nhóm mới hỏi vậy giờ có cách nào không mẹ. Bà nói cách đó thì có, nhưng mà hiện tại mẹ không có ở nhà, không có ở Long An, mẹ qua Campuchia mẹ sống mẹ làm việc bển rồi, bà cứ đi về hoài vậy đó. Bà nói thôi bây giờ cái khoảng thời gian này mẹ không có ở nhà, nhưng mà mấy đứa sắp xếp thời gian đi, kiếm cái bữa nào rảnh đó, lên trên Sài Gòn, lên cái chỗ nhà của anh Phúc á, tập trung ở trển đi, rồi cái mẹ sẽ gọi điện thoại về mẹ chỉ cho cách làm. Mẹ nhờ bé Tuna đó nó làm giùm cho, chính là cái em bé của Kumanthon 5-6 tuổi đó mọi người. Ngay lập tức cả nhóm cũng chốt ngày lên trên Sài Gòn để mà cho bà mẹ nuôi này á, bà giúp đỡ giùm. Lên tới trên đó rồi á thì không phải là vô nhà của anh Phúc đâu, cả nhóm cũng ngại, thôi thì mướn đại một khách sạn kế bên nhà của ảnh đi, rồi cái tập trung vô đó, ảnh cũng đi qua đây luôn. Trước khi mà vô khách sạn này á,
Bà mẹ nuôi bà có gọi điện thoại, bà nói là mấy đứa nhớ mua trái cây nhang đèn, rồi mua thêm khoảng 6-7 cây đèn cầy màu đỏ nha, đem vô làm phép đi. Mà trong cái quá trình làm phép đó, mấy đứa tuyệt đối không có được mở con mắt ra, dù chỉ là hí hí. Lúc đó chắc cũng tầm khoảng 1-2 giờ chiều rồi, mọi người mới nhờ cái anh Phúc á, kêu ảnh ráng nằm xuống vô giấc ngủ đi. Ảnh cứ nằm ngủ một cách bình thường, tại vì chỉ khi mà ảnh ngủ rồi á, cái con bé Tu Ly á, là con bé Công An Thon á, nó mới có thể nhập vô được cái xác của ảnh thôi. Nó là cái đứa trực tiếp gỡ cái bùa giùm cho chị Quỳnh này. Đợi khoảng hồi sau á, thì mới thấy là anh Phúc đã ảnh vô giấc ngủ rồi, ảnh nằm ảnh ngủ trưa. Tự nhiên cái ảnh bật ngồi dậy, ảnh có những cái biểu hiện giống như một cái đứa con nít. Thì khi đó mọi người đã biết bé Tu Ly này nó nhập vô người của ảnh rồi, không thể nào làm giả được hết á. Cái mới hỏi là giờ sao con, làm cách nào bây giờ? Nó kêu là mấy cô á, cầm 4 cây đèn cầy đốt lên đi, rồi để ngay 4 cái chân giường. Cô Quỳnh tắm rửa sạch sẽ lên trên giường ngồi, còn mấy cô á thì ngồi dưới đất nhắm mắt lại đi. Bạn cũng nghe theo lời nó, Quỳnh tắm rửa sạch sẽ ngồi trên giường rồi. Riêng bạn, bạn ngồi dưới này nè, bạn nhắm mắt lại nghe. Mà bạn nói trong cái quá trình bạn nhắm mắt đó, bạn nghe giống như là trong cái phòng này có ai đang đọc kinh đọc chú gì á, nghe rất là nhiều mà nó cứ râm rang vậy nè, nghe không có rõ đâu. Và đặc biệt á, nghe cái tiếng bụp 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 giống như là cái tiếng mà có ai đánh lộn á. Mọi người đã từng chứng kiến cảnh tượng mà hai người đánh lộn bằng tay không ở trong một căn phòng kín chưa? Nó làm bụp bụp chạc chạc y chang vậy đó, rồi có cái tiếng mà té nữa. Trong lúc đó đó thì bạn nghe Quỳnh á, nó ngồi trên giường mà la đau, nó rên nó la quá trời luôn, kiểu như ai đánh nó vậy đó. Bạn nghe ai đó té một cái bịch vậy nè, giống như là đi trong sàn nước á, cái bị trợt té vậy đó. Bạn mới sợ quá đi, bạn không biết cái làm cái xác của anh Phúc rồi à, con bé Quỳnh rồi thêm cái hồn của bé Tu Ly này nó đang bị cái gì. Bạn đang nhắm mắt thì bạn mới hỏi là Tu Ly ơi, cô mở mắt được chưa, cô lo quá hả, sao mà thấy sợ quá con, xong chưa con? Nó im ru một hồi sau nó mới nói đó, xong rồi. Bạn mở mắt ra thì bạn thấy anh Phúc á, ảnh nằm ở đó mà cái họng ảnh trào ra một đống máu vậy nè. Trời ơi bạn sợ lắm, nhưng trước tiên á, bạn phải cho ảnh uống miếng nước. Tại vì bạn được dặn á, một cái người mà người ta bị vong nhập vô đó, người ta sẽ rất là yếu, với lại người ta khát nước dữ lắm. Bạn đưa nước cho ảnh uống liền, rồi lao máu trong cái họng của ảnh. Khi mà ảnh uống nước ực ực vô vậy nè, ảnh vẫn chưa có bình thường nha, tại vì cái con bé Tu Ly á, nó vẫn còn trong cái xác của ảnh. Ảnh mới nói với bạn vậy nè, con gỡ bùa được giùm cho cô Quỳnh rồi, hết rồi. Nhưng mà bị cái á, cái ông thầy phía bên kia, ổng ác quá à. Ổng xài nguyên một cái đội binh, toàn là Cô Manh Thon phép đen không à. Nó nhiều mà nó mạnh dữ lắm. Con cũng kêu bạn con tới nhưng mà tụi con làm không có được. Cô biết không, con lấy cái bùa này ra là con làm lén đó. Nhưng mà ổng biết, con đụng tới là ổng biết liền. Ổng biết á, ổng sai nguyên cái đội Cô Manh Thon của ổng á, tới đây đánh tụi con. Tụi con đánh đâu có lại đâu, nó mạnh dữ lắm luôn. Bây giờ á, cô Quỳnh đã được gỡ rồi, nhưng mà nó bắt đi 7 cái vía của ba con rồi. Mà ba của nó là ai? Chính là anh Phúc đó. Nói chung hiện tại anh Phúc đã bị mất 7 cái vía chỉ vì cho mượn xác gỡ bùa giùm cái chị Quỳnh thôi. Không biết em bé của Minh Thon này á, cái cốt của nó là người Thái hay là người Việt nha, nhưng mà nó nói hoàn toàn bằng tiếng Việt nha mọi người. Khi mà nghe chính cái xác của anh Phúc nói về cái cơ thể của ảnh á, chính là bé Tu Ly đó, thì ai cũng hoang mang hết. Nói ủa con ơi, bây giờ ba của con bị lấy đi 7 cái vía rồi á, thì sao mà sống, có phải bình thường không, rồi còn bình thường như người ta không? Nó mới nói là con cũng không biết làm sao, nhưng mà ba của con á sẽ rất là yếu nha, dễ bị người ta dựa nhập vô dữ lắm đó. Còn cái cô Quỳnh á hả, nè nè nè, con gỡ ra được nè. Nhìn xuống cái góc giường á thì mới thấy là ba cái mảnh vụn của cái lưỡi lam á, người ta bẻ ra nhỏ nhỏ vậy nè, rồi cái cây kim mai đồ á một đống ở dưới đó luôn. Hỏi làm sao thì nói là hồi nãy giờ á, con giật lộn với nó, con lấy ra từ sau lưng với lại trên đầu của cô Quỳnh á, nó yếm nó bỏ trong người của cổ á, thì đúng thiệt nguyên một đống luôn. Có nghĩa là hồi nãy trong lúc bạn nhắm mắt bạn nghe đánh lộn thình thịch đó, thì nó đã lấy ba cái thứ này ra trong người của chị Quỳnh. Bạn nhìn thấy là bạn sởn gai ốc luôn, bạn rất là sợ. Rồi cộng thêm một cái nữa là bây giờ á, ảnh đã mất đi 7 cái vía của ảnh rồi, có thể là ảnh sẽ rất là yếu đây nè. Trước khi mà nó xuất ra đó, nó có đi lại cái lưng của cái chị Quỳnh, nó vẽ một cái dòng bùa chú gì đó lên cái lưng của chị Quỳnh á, thì nó xuất ra. Nó nói là con vẽ này xong á, là không có ai hại cổ được nữa đâu, chỉ tội nghiệp ba con thôi. Ba con á, bị tụi nó nhập vô hoài à. Đúng thiệt. Sau một khoảng thời gian dài, bạn quan sát cái anh Phúc này đó nha, ảnh rất là yếu, rất là dễ bị người âm dựa vô luôn. Đặc biệt là vong hồn của súc vật á,
chó mèo này nọ nè, buồn vui gì nó cũng nhập vô hết trơn á. Lâu lâu nói chuyện như một cái ông già rồi khóc rồi cười. Mỗi lần như vậy không phải là bị khùng điên, mà là do có người dựa vô làm hoài, tới hiện tại bây giờ vẫn còn. Mà một trong những cái biểu hiện của ảnh như vậy á, nó lại là những câu chuyện tiếp theo nữa nè. Sau khi mà cái sự việc này nó xảy ra, mặc dầu bà mẹ, bà cũng gián tiếp, bà giúp đỡ để mà gỡ bùa giùm cho chị Quỳnh. Nhưng đâu đó, do là mẹ bà không có mặt ở đây, thành ra là bên kia đó, người ta lấy mất đi 7 cái vía của cái anh Phúc này rồi. Cho nên bà mẹ nuôi bà cũng áy náy, bà tự trách bản thân của bà hoài hà. Bà cũng luôn luôn tìm cách để mà bù đắp lại cho cái anh Phúc. Và thậm chí là bà cũng tìm luôn cách nào đó để mà kéo lại 7 cái vía này cho ảnh. Chứ một người mình sống không có đủ hồn, không đủ vía đó, thì mình cứ thơ thẩn, dễ bị người này người kia nhập vô dữ lắm, sao sống nổi. Trong khoảng thời gian đó thì hình như là làm gì cái Sài Gòn khó khăn hay sao đó, anh Phúc này cùng với lại cái chị Hạnh là hai người đó ha, mới về với miền Tây, về quê đó, để mà sống luôn, chứ không còn ở Sài Gòn nữa. Thành ra là lâu lâu bạn cùng với chị Quỳnh cũng có xuống dưới đây nè, chơi với anh chị, tại vì cũng là anh em trong nhóm chơi thân với nhau mà. Có một lần đó, bạn cùng với chị Quỳnh cũng xuống tới nhà của anh Phúc chị Hạnh này chơi. Giờ đó cũng đã 7-8 giờ tối rồi. Không biết cái bữa hôm đó trời xui đất khiến sao, thì mấy anh em gần nhà mới rủ nhậu, rủ vợ chồng của anh Phúc này rồi rủ luôn bạn nữa, kéo qua nhà nhậu đi. Mấy anh đó mới đi ra một cái tiệm bán thịt cầy á, là thịt chó đó, qua bên đó để mà mua một cái mâm gì nè, kiểu như cầy 7 món giả cầy tùm lum hết, đem về để mà nhậu thịt chó. Bạn nói bạn theo đạo Thiên Chúa, bạn không có tu hành gì hết á, vẫn là cái người bình thường, cho nên bạn ăn một cách rất bình thường nha. Nhậu nhẹt một hồi đã đời xong rồi, cái hình như là anh Phúc với chị Hạnh á, kéo vô nhà nói chuyện riêng. Ảnh với chị cãi lộn cái vụ gì bạn không biết, nhưng một hồi sau á, hình như là ảnh với chị cãi một cái chuyện nhỏ xíu à, chuyện rất tào lao luôn, mà cãi lộn với nhau, hình như có rượu trong người rồi. Thành ra là cả nhóm mới can ngăn ra. Can ngăn là tại vì ai cũng biết cái anh này bây giờ ảnh yếu lắm, thôi cứ dỗ ngọt ảnh đi, chứ để mà ảnh quậy lên một hồi nữa đó, cái có người nhập vô người của ảnh thì sao, không có nên. Dỗ ngọt hoài để mà cho ảnh vô phòng ảnh ngủ, nhưng mà ảnh không đi ngủ. Cứ loay quay một hồi, mọi người cứ tưởng là vô phòng ngủ rồi, không phải. Ôm đồ, bỏ nhà đi mất tiêu trong đêm vậy đó. Mà trời thì mưa tầm tã vậy nè, giờ đó cũng đã 10 giờ mấy rồi. Thấy kiếm hoài không lên tiếng á, thì mọi người phóng xe đi kiếm trong đêm mưa luôn. Mà bạn nói lạ một chỗ như vậy nè, canh Phúc ảnh bỏ đi đó, ảnh đi dò không, không có mang theo cái gì hết, chỉ là hình như có vài bộ đồ à, ôm trong người như vậy nè, mà không mang theo điện thoại, tiền bạc gì hết trơn nha, bỏ đi nước một vậy đó. Mà chính vì ảnh đi bộ, ảnh đâu có đi xe đâu, vậy đó mà mọi người tá hỏa chạy xe kiếm đầu trên xóm dưới, không thấy ảnh, mất tiêu luôn. Cho tới khi mà mọi người chạy khoảng 2-3 vòng trong cái xóm nhà này đó, thì mọi người mới thấy là cái chỗ đó cách nhà của ảnh tầm khoảng 400-500 mét. Nhìn lại phía trước của cái tiệm thịt chó hồi nãy đó, thì ảnh mới vừa lướt qua cái chỗ đó luôn. Thấy như vậy thì mọi người mới kêu Phúc về mày. Nhưng mà ảnh không trả lời gì hết, ảnh bỏ chạy nha. Ảnh chạy làm sao mà ảnh chui rút vô trong một cái nhà mà người ta gửi xe hay sao đó, giống như một cái kho chứa đồ vậy đó. Ảnh rút tuốt trong một góc như vậy, ảnh không có đứng nữa. Mà ảnh quỳ xuống vậy nè, ảnh chống hai cái tay, ảnh đi bằng hai cái giò. Cái tư thế của ảnh như ảnh đang bò như một con chó luôn. Cái người của ảnh nó thì thụt vô đó và ảnh đưa cái đầu ảnh ra. Bắt đầu mọi người tới tính kéo ảnh ra rồi đó, thì ảnh gầm gừ, ảnh làm y chang một con chó luôn mọi người. Ảnh sủa mọi người. Cái cảm giác giống như là mình đang đứng trước một cái con chó dữ, nó chuẩn bị nó nhào lên nó cắn mình vậy đó. Mà xung quanh khu vực đó rất là nhiều chó, người ta thả rong luôn, người ta không cột lại. Bạn thấy tận mắt cái cảnh tượng đó là ảnh ở đó, ảnh sủa tay đôi với lại 4 con chó xung quanh ảnh luôn. Thấy như vậy thì người ta mới xua đuổi mấy con chó kia đi, kéo ảnh về, kêu đi về mày, mày bị gì vậy. Nhưng mà ảnh không chịu đi về, ảnh mạnh y chang một cái con chó thành tinh vậy đó, kéo về hoài không có được. Thấy quá bất lực rồi, mà trong khi 4-5 ông đàn ông không làm lại luôn, rất là hên. Gần ở đó có một cái chiếc taxi, người ta hình như mới vừa trả khách về đây hay sao đó, thành ra mới kêu thôi, ê ông taxi, có ai không, chở lên taxi giùm đi. Giống như có ông bà độ vậy đó. Cái khu vực này hồi đó giờ ít taxi tới lưu dữ lắm, bữa nay có ai vừa thả xuống đây nè, cái mới năn nỉ ông taxi, kêu là chở lên giùm đi, chứ giờ chở xe máy nó không có chịu về, bây giờ lôi nó, bưng nó lên trển đi thì nó sẽ vô chứ gì. Thiệt ra là cái ông tài xế nào không có chịu đâu, nó chở thôi, tôi không có chở ông này đâu, rủi ông chết trên xe rồi sao.
năn nỉ Thiếu Điệp muốn quỳ lại người ta luôn á, thì người ta mới chịu chở. Chở một đoạn về tới nhà rồi, ông tài xế ông sợ quá, ông không lấy tiền, ông chạy đi nước một luôn. Bạn nói lôi ảnh vô được tới cửa nhà thôi là ảnh dãy đành đạch vậy nè, đâu có chịu bước vô nhà, cứ gầm gừ còn hơn hồi nãy nữa. Nhe cái răng ra con chó sao là ảnh y chang vậy, mà chó dại nha, chứ không phải chó nhà nuôi ngoan ngoãn bình thường đâu. Kiểu gì đó, rồi ai mà làm vậy đó ha, lại nhưng mà muốn cắn người ta vậy đó. Đặc biệt bạn thấy con mắt của ảnh á, nó đỏ ngầu giống như là nó lên máu trong con mắt của ảnh luôn. Ai đụng tới cũng không được hết. Thấy như vậy thì 4-5 ông lại tiếp tục kìm ảnh. Lôi ảnh tới trước cái bàn thờ giữa nhà của ảnh đó, rồi đưa cái mặt của ảnh đối diện với bàn thờ thần tài thổ địa đó, kêu ảnh quỳ xuống dập đầu, đốt nhang đi. Không có chịu. Càng đưa lại gần bàn thờ thì cái ánh mắt của ảnh nó càng độc ác, nó càng hung dữ hơn nữa. Trời ơi, nó kỳ cục dữ lắm luôn kìa. Mà khi đó bạn cảm nhận được nha, cái người của ảnh nó phát ra một cái mùi rất là kỳ. Cái mùi này nó tựa giống như là một cái con chó mà người ta chuẩn bị làm thịt nó. Người ta cho nó ăn những cái loại thuốc để mà cho nó tắt thở đi đó. Cái mùi đó nó cộng thêm cái mùi mà người ta thui thịt chó đó mọi người. Nó khét khét á, y chang cái mùi đó luôn. Thấy bây giờ mọi chuyện không ổn rồi. Cái miệng của ảnh cứ cắn cầm làm hoài vậy nè. Người ta mới sợ một hồi rủi đâu, nó cắn vô cái lưỡi rồi sao. Nhét khăn đồ vô, nhét muỗng đồ vô cũng không có được. Lừa ra hết à, thảy ra hết gì nè. Thôi thì có một cái anh đó, anh tên là Cường. Ảnh hy sinh luôn. Ảnh đưa cánh tay của ảnh vô cho cái anh này, ảnh cắn vô. Trời ơi, anh Phúc ảnh cắn một cái phập vậy nè, muốn xức thịt người ta luôn vậy đó. Anh kia thiếu điều ảnh muốn chảy nước mắt ra luôn. Chứ giờ còn cách nào nữa. Còn riêng mọi người trong nhà thì mới khuyên nhủ, nói là để cho linh hồn con chó này nó nghe. Tại vì hiện tại nó vẫn còn đang trong cơ thể của cái anh này. Nó bây giờ mày ra không? Tại sao mày nhập vô người tao hoài vậy? Thậm chí là chửi thề luôn đó. Rồi có một cái anh, ảnh mở lên YouTube đó, ảnh mở cái bài kinh người ta đọc đó. Không biết bài kinh gì, tại bạn đạo công giáo mà. Mở một hồi ra thì tự nhiên cái người của ảnh nó dịu trở lại, nằm giữa nhà luôn. Nói chung đêm đó cũng yên ổn, ai cũng bình thường hết. Nhưng mà chỉ riêng cái anh Cường á, là cái tay của ảnh bị thương thôi, hình như cũng phải đi chích ngừa đó. Và mọi người có dặn với nhau rằng sáng ngày mai nếu mà hằng Phúc định thức dậy đó, đừng có nói cho nó biết là nó mới vừa bị vong hồn con chó nhập vô nha, mất công chuyện này chuyện kia nữa, thôi đừng nói. Tới sáng sớm anh thức dậy rồi, anh nói ủa sao mà tôi thức vậy, tôi thấy quể quải trong người quá, nó đau nhức quá vậy, bồ tối hôm qua tôi gặp chuyện gì hay sao? Thì mọi người mới trả lời á, trời ơi, tối hôm qua mày nhậu mày xỉn thì mày đau nhức vậy thôi chứ có gì đâu quỷ. Nhưng mà anh không có tin. Ở nó ủa, không lẽ con bé Tu Ly á, nó nhập vô người của tao nữa hả? Bạn nói không phải đâu anh ơi. Trời ơi, hôm qua Tu Ly nó không có nhập vô người anh đâu. Tại vì mẹ nuôi có nói là anh yếu lắm, mẹ không có cho nó tự tiện nhập vô anh hoài đâu, không phải nó. Vậy là ảnh mới im đó, chứ ảnh chưa hề biết cái chuyện hồi tối đêm qua như thế nào nha. Sau khi mà cái vụ việc này nó xảy ra đó, thì bên phía của bà mẹ nuôi bạn, bà cũng đã quay trở về Việt Nam rồi, về Long An rồi. Hình như thời điểm đó bà mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, để mà kêu cái anh Phúc này qua nhà mẹ đi, mẹ sẽ lấy lại cho con 7 cái vía đó, chứ không thôi nó mất luôn đó. Mà mỗi lần đi qua bển thì bà mẹ này chỉ yêu cầu mình ơn anh Phúc đi thôi, chứ mọi người không có được đi. Qua tới bên đó thì anh Phúc có thấy có thêm một cái người gì nữa. Người này chính là cái người em của cái bà cô đó. Khi mà anh Phúc qua tới nhà của mẹ nuôi á, thì có thấy có thêm một cái người phụ nữ trong nhà nữa. Nghe mẹ nuôi nói đó là em của mẹ đó, gọi là dì Út đi. Trước khi đi qua thì anh Phúc này ảnh cũng có mua giấy tiền vàng bạc, mua heo quay, mua trái cây nhiều lắm. Vô tới trong nhà rồi thì ảnh mới bàng hoàng phát hiện ra rằng ở giữa nhà bà mẹ nuôi bà chuẩn bị sẵn một cái hòm luôn. Trời đất ơi, ba cái nhang khói rồi đèn cầy á, cắm vòng vòng cái hòm vậy nè. Cái nghi lễ cũng đơn giản lắm. Ở phía ngoài thì mẹ nuôi làm việc đọc kinh đọc chú cúng kiến này nọ. Nhiệm vụ của ảnh chỉ cần vô trong cái hòm này nằm đúng một ngày một đêm thôi. Không biết là có đóng nắp hòm lại hay không á, thì bạn không có nói. Tuy nhiên nguyên cái quá trình mà ảnh nằm trong cái hòm này, ảnh không biết cái gì hết trơn nha. Giống như là ảnh bị chụp thuốc mê vậy đó. Và cái người dì Út đó phía ngoài đó, bà luôn luôn canh cho những cây đèn cầy này nó không có được tắt. Một cây nào bị tắt là coi như làm không thành công. Trong suốt khoảng thời gian đó là bạn, chị Quỳnh với lại chị Hạnh là không liên lạc được với ảnh luôn, ngắt liên lạc hoàn toàn. Nhưng bạn thừa biết rằng làm bình an không có gì hết á. Mà hình như là cũng làm mấy lần vậy mới thành công. Mặc dù bạn biết á, là bà mẹ nuôi đã kéo về được 7 cái vía cho anh Phúc rồi. Tuy nhiên, anh Phúc về nhà có kể lại á, mẹ nói là
Hiện tại hồn vía đầy đủ hết rồi, nhưng phía bên cái ông thầy đó, ổng vẫn còn nhắm vô nhà của mình. Thôi thì tạm thời mẹ sẽ giữ lại ba cái hồn của ảnh, mẹ giữ ở trong nhà đi. Có nghĩa là không có để cho cái ông kia ổng biết cái chuyện này. Nếu như ổng biết được anh đã có lại đủ ba hồn bảy vía rồi đó, thì ổng sẽ kiếm cách để mà ổng lấy luôn ba cái hồn của anh. Một khi ổng chiếm luôn ba cái hồn của anh thì chắc chắn anh sẽ không còn sống được nữa. Mất vía thì được nha, chứ mất hồn là mình chết. Đó coi như là tạm kết về câu chuyện của anh Phúc này. Quay trở lại những cái câu chuyện của bạn. Thời điểm này bạn vẫn còn sống trong một căn nhà thuê ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Bạn sống một mình. Đó thì lâu lâu vợ chồng của anh Phúc, chị Hạnh này có vô nhà của bạn để mà chơi. Cái đợt đó ảnh với lại vợ của ảnh nè, rồi có thêm chị Quỳnh nữa, qua bên phòng của bạn chơi. Ảnh có nói là anh có dẫn bé Tu Ly theo nghe, chính là vong hồn của em bé của Minh Thon đó. Nó đi tò tò theo ảnh hoài à. Nó cứ tò tò theo ảnh hoài à. Nhưng mà khi ảnh ngủ á, có duyên nó mới nhập vô. Thì chính vì bạn biết bữa nay á, có mặt của nó trong nhà của mình, cho nên khi mà ảnh chỉ vô nhà của bạn chơi, bạn có mua sữa để mà cúng cho cái em bé đó. Đang ngồi chơi vậy nè, tới tối rồi thì cái ảnh mới nằm ảnh ngủ. Lúc mà ảnh ngủ vô tình bé Tu Ly này nó nhập vô. Nó nhập vô cái biểu hiện của nó là biết liền. Một cái đứa con nít nó ngây ngô cực kỳ luôn. Cái tự nhiên nó mới nói chuyện với lại chị Hạnh, là vợ của anh Phúc á. Nó kêu chị vậy chứ: mẹ ơi, mẹ lấy sữa ra mẹ cho em uống với mẹ. Bạn cũng giật mình, mà cái chị Hạnh đó cũng giật mình. Chị mới hỏi với cái xác của anh Phúc á: ủa con, em là em nào vậy? Ở đây có mình ơn con thôi chứ em nào. Cái tự nhiên nó mới chỉ vô góc tường á. Nó nói: kìa mẹ, em kìa, em trai đó. Cái em đó là con của cái chú kia ở trong phòng này nè. Nó tội nghiệp lắm, không ai cúng cho nó trơn á. Nó muốn uống sữa đó. Bây giờ mẹ lấy hộp sữa mẹ cúng cho nó đi. Nhưng mà mẹ nhớ mẹ đốt một cây nhang nha. Mẹ đốt nhang xong mẹ kêu em tới uống á thì em mới uống được. Trời đất ơi, tới lúc này bạn mới biết ra rằng à, trong nhà của mình có một cái vong em bé nam nữa hả. Bạn mới suy nghĩ hoài, bạn nói: ủa không biết nó là con của ai. Cho nên bạn mới nhớ lại, à, cái phòng này hồi trước khi mình ở á, có một cái cặp vợ chồng đó, cái anh chị kia đã từng đưa lại cái phòng cho mình ở. Tại giờ hồi trước bạn ở tầng 2, anh chị đó ở dưới này nè, nhưng anh chị đó không còn ở nữa thì bạn mới chuyển xuống đây. Bạn nghĩ có thể đó là con của anh chị này, cho nên bạn mới liên lạc cho cái anh chị đó bạn hỏi. Thì khi đó vợ chồng của ảnh mới nói thiệt luôn á, là ảnh với chị có từng bỏ một cái đứa con, mà ảnh cũng không ngờ đứa con đó hiện tại vẫn còn lẩn quẩn trong cái phòng của bạn. Thôi thì bây giờ nghe lời của bé Tu Ly này, bạn cũng đốt nhang, bạn cúng sữa cho cái em bé trai đó. Rồi bạn nhờ Tu Ly á, khuyên em bé đó, dẫn em bé đó lên chùa đi tu giùm đi. Em bé đó cũng nghe lời luôn. Tại vì nó đi theo Tu Ly á, hai đứa chơi tò tò với nhau vậy nè, đều là những cái em bé vô hình không à, không ai thấy được. Vậy thì bạn đã biết trong phòng này có một cái vong của em bé rồi nha. Nhưng mà mọi chuyện nó chưa có hết đâu, còn nữa. Anh Phú này thì ảnh vẫn còn ở trong phòng của bạn để mà chơi. Qua tới bữa hôm sau, cả nhóm đang ngồi nói chuyện bấm điện thoại vậy nè. Thì đang ngồi trong phòng mà, ngồi giữa cái lưng vô tường vậy thôi à. Bạn lo bấm, ảnh cũng bấm, mấy chị kia cũng bấm luôn, đâu ai để ý tới ai. Ảnh đang ngồi đối diện với chỗ của bạn, bình thường đang ngồi bấm điện thoại vậy nè. Bấm sao cái tự nhiên cái ảnh mới ngã cái lưng vô tường, giống như là ảnh ngủ vậy đó. Thì bạn cũng để cho ảnh ngủ, đâu có nói cái gì đâu. Nhưng khi mà ảnh buông cái điện thoại ra, ảnh ngủ được chút rồi, cái ảnh mới ngồi dậy. Ảnh vẫn cầm cái điện thoại lên. Tuy nhiên bạn để ý cái sắc mặt của ảnh rất là kỳ. Ảnh luôn luôn nhìn chằm chằm vô con mắt của bạn nha. Mà cái mặt không phải giận dữ dễ trơn á. Nhìn bạn một cách rất đăm chiêu. Có nghĩa là gì nè? Cứ nhìn thơ thơ thẩn thẩn mà. Họ thả cái hồn vô cái con mắt của bạn á. Chứ không phải thể hiện cái sự thù hằn dễ trơn nha. Bạn thấy hơi lạ lạ rồi, bạn nói: ủa sao mà ổng nhìn mình hoài vậy ta? Mà ổng mới vừa ngủ thức dậy nữa, không lẽ là bé Tu Ly nó nhập vô người của ổng nữa hay sao? Tại vì bạn cũng thừa biết rằng lần nào mà ảnh ngủ vô cái là nó nhập vô à. Mới hôm qua nó nhập vô rồi. Thành ra bạn mới hỏi với ảnh á: ủa Tu Ly, con nhập vô xác của ba hả? Phải con không Tu Ly? Nó cũng nhìn bạn, nó không trả lời gì hết, im ru bà rù vậy đó. Thế như vậy thì cái chị Hạnh vợ của ảnh cũng hỏi luôn: Tu Ly ơi, có phải con không? Phải con không vậy? Ảnh cũng im ru à. Ảnh không nói không rằng gì hết. Cái tự nhiên chị Hạnh mới quay qua nói nhỏ với bạn á: chết mẹ mày ơi, không phải Tu Ly, cái dòng khác nhập vô rồi, không phải nó đâu, người khác đó. Bạn nói bạn nghe xong bạn sợ gần chết luôn. Tại vì á, ảnh đang ngồi xéo xéo mình vậy nè, ảnh cứ nhìn mình hoài à. Mà cái chị Hạnh này chỉ nói không phải là Tu Ly nữa. Nếu như Tu Ly á, nó đã nói lên rồi.
Vậy thì đó là ai chứ? Bạn sợ quá bạn chỉ biết ngồi xuống bạn ôm cái giò của chị Hạnh vậy đây nè. Rồi hai đứa cũng cố gắng hỏi ai vậy? Ai đang trong người của cái xác này vậy? Im ru không trả lời gì hết. Nhập vô ngồi y chang một cái bức tượng tầm khoảng 15-20 phút gì đó. Thì cái người này người ta mới xuất ra. Anh nằm anh ngủ rồi nè. Anh cũng ngồi vậy. Bình thường anh không biết cái gì hết. Người trong nhà trong cửa không à. Anh dụ mấy đứa làm cái gì? Thấy lạ quá trời rồi. Thì một lần nữa mới điện thoại cho bà mẹ nuôi hỏi thử còn sao. Cho mẹ coi khắp căn phòng thì mẹ nói cái phòng này của con á nhiều dông dữ lắm. Nhưng mà đa số không có ai hại con gì hết. Người ta chỉ trú ngụ ở đó cùng với con thôi. Hồi đó giờ người ta ở đây rồi thì người ta sẽ ở đây. Nhưng chỉ riêng có một cái dông nam này mẹ thấy là người ta thích con. Người ta khoái con đó. Mẹ còn thấy luôn có những đêm nó mở cái mền, nó chui vô cái mền nằm chung với con kìa. Bạn nghe xong bạn giật mình luôn, bạn nhớ đúng rồi. Cái thời điểm đầu khi bạn mới vô cái phòng này bạn ở á, mặc dầu bạn chưa có cảm giác gì nhiều hết, nhưng mỗi buổi sáng bạn thức dậy thì bạn sẽ thấy ở dưới hai cái bắp đùi non của bạn á, nó sẽ có những cái vết bầm tím, giống như ai ngắt, ai nhéo gì nè mà không có đau nha. Bạn cứ nghĩ bình thường, bạn nghĩ ừ chắc là do mình đi làm á, mình đụng cái này, đụng cái kia, cái nó bầm tím vậy thôi hà. Tại vì da thịt của bạn cũng là cái da độc á, nó nhạy cảm dữ lắm, đụng nhẹ một cái là nó bầm tím, bầm xanh lên hà. Nhưng mà cho tới cái giây phút này, bạn biết được cái sự hiện diện của người đàn ông đó rồi đó thì bạn mới biết được cái nguyên nhân rằng cái vết bầm tím đó không phải là do mình tự nhiên mà là do ổng chui vô cái mền của mình á mới có những cái vết bầm tím đó. Mà ổng không ai khác chính là cái người hồi nãy mới vừa nhập vô cái cơ thể của anh Phúc đó. Chưa hết đâu, bà mẹ nuôi bà còn nói á, ổng rất là ghét mỗi khi con dẫn trai về phòng ngủ chung với con nghe, mẹ thấy như vậy đó. Bạn nói đúng thiệt. Cứ hễ mỗi lần bạn về bạn ngủ chung với bạn trai bạn trong căn phòng này đó thì giống như là trời xuôi đất khiến sao đó, làm hai đứa cứ cãi lộn, chuyện nhỏ xé thành to, cãi hoài tới khi nào mà hai đứa chia tay thì thôi. Có một cái đợt đó thì bạn nhớ là bạn mới vừa ngủ với bạn trai của mình xong, anh bạn trai cũng đi về rồi. Mình ơn bạn nằm trong căn phòng này. Tới khoảng 6 giờ mấy 7 giờ sáng á, tự nhiên bạn mới liêm diêm bạn mở mắt. Giống như bạn giật mình vậy á. Bạn có cảm giác y chang như là có ai đang đứng kế bên cái giường để mình nhìn mình. Có người đứng kế bên là mình cảm nhận được liền, không cần phải ma hay là người gì đâu. Mà đâu có thấy ai, thôi thì còn buồn ngủ quá, mới dỗ lại vô giấc, nằm ngủ tiếp. Bạn đang nằm ngủ thiêu thiêu nè, thì bạn nghe giống như có ai đó tán vô mặt bạn cái chát. Mặc dầu không phải có cái bàn tay nào hết, nhưng mà cảm giác của bạn nóng bừng bừng cái mặt của bạn lên luôn, tán một cách rất thật. Bạn nói ủa sao kỳ trời, không lẽ mình nằm chiêm bao? Tại vì đâu có thấy bàn tay nào đâu. Thôi kệ đi, thôi ngủ luôn. Ngủ tiếp một chút nữa thì lại nghe tán một cái chát nữa. Rất là đau, rất là nóng luôn. Hồi nãy tán bên trái, bây giờ tán mặt bên phải của bạn vậy nè. Là bạn điếng hồn bằng tính vậy luôn mà. Tới lúc bạn mở mắt dậy, bạn thấy nguyên một cái mặt của cái ông đàn ông, chắc tầm khoảng ngoài 50 tuổi, kê cái mặt sát cái mặt của bạn vậy nè. Trời ơi, y chang một cơn quán gà luôn. Bạn căng con mắt, bạn nhìn ra thẳng một cái nữa thì không thấy ổng đâu hết. Cho tới khi bạn lờm cờm ngồi dậy đánh răng rửa mặt, bạn thấy cái môi của bạn đỏ chót luôn. Hai cái mặt hai bên nó đỏ giống như là ai mới vừa tán bạn vậy đó. Còn cái mỏ thì y chang có ai mới vừa hôn môi bạn luôn. Tuy nhiên chắc do lần đó bạn cứ nghĩ là mình ngủ mê man quá, rồi cái mình nằm chiêm bao vậy thôi hà, chứ không phải ma quỷ gì đâu. Thôi thì cũng chưa có hành động gì hết. Tới ngày hôm nay suy diễn và liên kết lại mọi chuyện á, thì bạn nghĩ chắc chắn những cái lời nói của mẹ là đúng chứ không phải là sai. Rồi tiếp tục bà mẹ mới nói á, mẹ thấy ổng vẫn còn đang tiếp tục phá con chứ ổng chưa có đi nha. Ổng còn đang trong nhà của con kìa. Để mẹ thử mẹ làm phép coi coi cái cơ thể của con á có bị ảnh hưởng vậy hay không. Sau một hồi mà mẹ mới làm phép á thì bà mới điện thoại lại cho bạn. Bà nói hiện tại á con đã có chữa với nó rồi nha. Nếu như mà con không trị sớm đó thì chắc chắn tới ngày tới giờ, cái ngày mà con đẻ đứa bé này ra đó thì nó sẽ bắt con đi. Nó là đẻ vậy thôi chứ đâu phải là đẻ như là mang thai con nít bình thường. Cái này là cái bầu thai của ma, của quỷ. Nó không phải là cái bụng bầu cả đâu, nhưng nó đang tồn tại trong cái bụng của con á. Cho nên sau khi mà con chết rồi, nó bắt con xuống dưới á, con phải đẻ con cho nó, hầu hạ cho nó luôn. Có cái đứa con nha, nhưng mà đứa con âm giới ở dưới á. Bạn nghe thì bạn cũng nửa tin nửa ngờ, tại vì cái chuyện này nó hoang đường quá. Sao mà nó giống trong phim như vậy? Đâu phải là mang thai bự chàng hãng vậy đâu, không có phải. Tuy nhiên một cái điều rõ rệt nhất chính là da dẻ của bạn bây giờ á, nó xuống sắc cực kỳ, nó tái nhợt mà xanh xao, ốm sụp ký luôn. Bản thân bạn cũng có cảm nhận được, và thậm chí là mấy anh chị ngồi chung ai cũng nói trơn,
Nói dạo này sao mà em ốm dữ vậy? Em có bị bệnh gì không? Thì đó là cái nguyên nhân đó. Thôi thì bà mẹ bói nói là bây giờ con sắp xếp ha. Con qua bên cái chỗ nhà của anh Phúc á. Tại vì cái chỗ đó thì mẹ mới làm được cho con. Qua bên đó đi. Rồi mẹ sẽ xuất hồn ra, mẹ nhập vô xác của anh Phúc á. Mẹ giúp đỡ cho con. Nghe tới đây thì bạn càng không tin nữa. Bạn nói ủa, bà mẹ này bà có hay cỡ nào đi chăng nữa, bà cũng đâu phải là thần tiên hay là trời Phật cái gì đâu, mà có thể xuất hồn ra rồi nhập vô người của anh Phúc chứ. Nhưng thôi, bạn cũng đặt hết cái niềm tin luôn. Tại vì hồi trước giờ, bà mẹ này mặc dầu mẹ nuôi, và bà chưa bao giờ lừa gạt hay là hại gì cái nhóm của bạn hết. Bạn cứ thử một lần đi, thà thử còn hơn không. Thôi thì làm liền trong ngày hôm đó luôn. Tại vì bắt buộc á là phải tới cái chỗ nào mà anh Phúc anh đang ở thì bà mẹ mới làm được. Không biết có cái sự tương quan gì hay không. Tới cái chỗ của anh Phúc rồi đó, thì sau một hồi bà mẹ mới nói á, để cho anh Phúc nó ngủ đi thì mẹ mới vô cái xác của nó được. Anh Phúc này hồi đó giờ là vậy, anh ngủ thì người ta mới có thể vô. Trong lúc mà anh cố gắng anh nằm, anh thả người để anh đi ngủ á, thì bạn leo lên giường bạn ngồi trên đó đi. Rồi một buổi trời sau, cái hồn của cái bà mẹ nuôi này nhập vô cái xác của ảnh. Làm sao để mà kiểm chứng? Mọi người cũng có hỏi rất nhiều câu hỏi. Trong đó có những câu hỏi này chỉ có mình anh bà mẹ biết thôi, chứ anh Phúc này không hề biết. Cho nên mọi người đã tin rằng trong cái cơ thể của anh Phúc này có chứa cái linh hồn của cái bà mẹ nuôi á, bà nhập vô được. Và ngay lập tức mọi người mới thấy là anh Phúc này ảnh trèo lên giường. Ảnh mới ngồi sau lưng của bạn á, ảnh mới vẽ một cái dòng bùa chú gì nè, nhột nhột lắm mà bạn không biết là vẽ cái gì. Tầm khoảng 15 phút sau thì ảnh mới nói, cũng do con nè, con có bồ bịch con dẫn về phòng thành ra nó mới thấy, nó ghét con vậy đó. Bây giờ là có bầu có thai với nó rồi. Nó đang đợi đúng ngày đúng giờ nó bắt con xuống dưới để mà làm nô lệ, làm người hầu cho nó đó. Làm xong xuôi rồi thì mẹ cũng trả lại cái xác cho anh Phúc đó. Bắt đầu bạn mới gọi tiếp điện thoại, bạn mới hỏi cho mẹ. Mẹ đã bà về xác của bà rồi. Bà mới nói là cái bùa hồi nãy mẹ vẽ lên lưng của con á, là cái lá bùa để mà tránh cho không có ai nhập vô người của con, rồi không có ai mà ếm hại con được hết trơn á. Cái thằng đó nó cũng không có còn hại con được nữa đâu. Còn hồn phách của nó thì mẹ giữ rồi, mẹ mang về nhà rồi đó. Nói thiệt chứ bạn bị duyên âm thì bị nha, nhưng mà bạn chỉ cảm nhận thôi, chứ chưa gặp mặt ổng. Chỉ gặp duy nhất một lần đó là ổng đưa cái mặt dần dần trong cái buổi sáng hôm đó thôi, chứ còn lại là không thấy được cái cơ thể của ổng như thế nào. Do bạn cũng sợ bị này bị kia, sợ chết, thành ra bạn mới làm, với lại cũng tin tưởng bà mẹ nuôi này. Còn nói về cái chuyện mà bạn đang mang thai với ma với quỷ á, cũng hơi khó tin một xíu. Nói chung là bạn cũng còn hơi mơ hồ á, đặt một cái dấu chấm hỏi rất là lớn luôn, không biết như thế nào. Rồi thêm về cái việc á là bà mẹ này bà có khả năng bà xuất hồn, bà nhập vô cái xác của cái anh Phúc đó thì lại thêm một cái dấu chấm hỏi nữa. Phải chi bà là người mất á, bà nhập vô thì mình không nói gì. Đằng này bà mẹ là người sống bình thường, làm như thế nào mà bà có thể xuất hồn, bà nhập vô cái xác của anh Phúc được? Bạn vẫn rất là khó hiểu, nhưng bạn không dám hỏi. Mà bạn nói nha, ai mà nghe thì người ta không tin đâu. Tuy nhiên bạn nhìn cái ánh mắt, cái cử chỉ, cái điệu bộ, cái giọng nói và cái cách nói chuyện của cái anh Phúc này khi bị bà mẹ nhập vô đó, y chang cái biểu cảm của bà mẹ, không có làm giả được. Mà anh làm giả để làm cái gì? Nguyên nhóm coi như người nhà với nhau mà. Sau khi mà anh Phúc tỉnh dậy, thiệt lòng là anh cũng không thể hiểu nổi tại sao bà mẹ bà có khả năng nhập vô xác của mình. Anh cũng còn không hiểu như bạn mà. Tuy nhiên thôi, cái chuyện nó cũng không quan trọng gì mấy, đó là cái thuật của bà mẹ đi. Còn hiện tại bà mẹ nuôi này, bà đang sống bên Campuchia, hình như một cái ngôi chùa bển vậy đó. Lâu lâu cũng có liên lạc thường xuyên, cũng có dõi theo cả cái nhóm của bạn. Chuẩn bị gặp cái chuyện gì đó thì mẹ sẽ có nhắc nhở, luôn luôn dõi theo nha. Và không có làm chuyện gì giấu bà được hết, bà biết hết à. Riêng về phần của anh Phúc này, mặc dầu cái bà mẹ nuôi á, cũng đã ra sức kéo lại giùm ảnh 7 cái vía rồi, nhưng mà không hiểu sao, hiện tại bây giờ á, sức khỏe của ảnh cũng còn rất là yếu. Bệnh lên bệnh xuống hoài à. Lâu lâu á, thì cứ cười vui rồi khóc, y chang một đứa con nít luôn, không biết tại sao nữa. Rồi á, cứ hễ đi đâu ra ngoài á, gặp cái chỗ nào mà linh thiêng một chút là sẽ bị người âm người ta dựa vô. Thậm chí á, là linh hồn của mấy con vật ở ngoài đường á, nó cũng chực chờ để mà cướp cái xác của ảnh nữa. Ở cái tập truyện tiếp theo, Duy sẽ vẫn còn kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện. Trong một lần, ảnh bị một cái con mèo tinh nó nhập vô cái xác của ảnh mà người nhà không hề hay biết. Một câu chuyện cũng rất là hay luôn. Còn cái tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc.
Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.